Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái dép của ông này vào đập zombie và nhặt hòm đua top các kiểu. Vâng, nó ngắn gọn, nó xúc tích thế thôi, nhưng nó ẩn chứa bao nhiêu là điều nguy hiểm. Ủa ôi, sao nhảy mít thế này? Ôi giời ơi, mất cái giáp rồi. Vâng, thu đi để lại là vàng. Em đi để lại cái giáp cho thằng Tơ. Thế thôi. Trời, may quá, vẫn lên được. Cứ tưởng là mình chết pha đấy cơ. Rồi phần làm con gái thì không bao giờ được cho ai chạm và sờ vào. Thế thôi. Té 36 kế, cầm dép và chạy là tượng trách. lên đây, mình té rồi. Trận đầu tiên chắc mình sẽ đi nhặt hòm. Đấy. Nếu mà hòm không có thì mình sẽ đi bắt cua. À đầu xây, hay lắm. Mất dạy thật. Mới nói một tí thôi mà đúng thật kìa. Rồi thằng Tơ vẫn chăm đuổi theo. Đấy. Nó ăn ngay cái giáp của mình rồi, nó không lòi mồm. Vâng, một mả zoom non đang đuổi theo. Cái bà đó đi. Mình cứ đường mình đi. Đường nó đi. Đấy, bơi vào đây. Rồi, nhảy qua đấy. Ơ nó nhảy xuống kìa. Vãi nồi, cứ tưởng là nhảy qua bên mình cơ. Thật là hư cấu. Vâng, đấy. Đấy. Rồi. Không chết đâu, mình sống dai lắm. Rồi thằng dùng hàng chết rồi. Ơ thế không có hero này. What the fuck. Vâng, trận này hơi bị khắm rồi nhá. Vâng, chỉ cần sẩy chân một tí thôi là kiểu gì mình cũng sấp mặt. Vâng, cố đi, mình sẽ làm được. Mình sẽ làm được những cái điều gì đó mà không ai làm được. Vâng, bơi hết vào đây. Bố mày lại sợ mày quá đấy. Bơi vào đây. Rồi làm gì làm thế nào. Liếc nhau thôi. Rồi, té đường này, biết ngay thằng Tơ nó chặn chốt chỗ đó thì chạy qua chỗ này cho nó chắc chuyện anh em ạ. Ôi, nhảy sớm, rồi xong rồi. Đậu xanh, rồi đèn thế. Ok, mình phải bỏ trận 2 và sang trận 3 luôn. Tại vì cái trận 2 nó cực kỳ là khám lọ. Lên hết trên cái thùng hàng. Chúng ta phải miêu tả như là một container người trên thùng hàng ấy. Vâng, tôi bay phải đứng dưới và AFK hết cho nó chất. Trận này mình sẽ nhặt hòm và săn zombie theo đúng nghĩa. Đấy, chứ trận đầu thì thực sự là phải chạy thôi. Đông zombie quá mà. Làm sao mà chơi được. Rồi, ôi sao lại thoát thế nhở. Đây rồi, con hàng đầu tiên. Rồi, ôi giời ơi, anh tới, bình tĩnh. Làm gì mà căng vậy. Bố mày là sợ mày quá cơ. Đấy, ăn đi. Mỡ đấy mà hút. Rồi mất cái giáp rồi, tiếc thế. Vâng, thế này thì không thể hiện thái độ thổ báo được nữa rồi. Vâng, em đã yếu rồi. Thế thì đi nhặt hòm quất thôi. Đây, hòm đây. Rồi, TMP Ares. Vâng, một khẩu súng cover cận chiến cực kỳ là bá đạo. Đây. Rồi. Cái gì mà đi như kiểu là trốn không người đấy nhở. Vâng, cứ đi như là nhà của tao ấy. Đây. Nhà của bố mày đấy. Lại đây. Bố mày cho ăn dép. Rồi. Ơ sao lại lấp ló vào trong đấy. What the fuck. Bạn ơi. Đâu rồi. Đây rồi. Tớ ơi cút ra. Bố mày thể hiện xem nào. Này thì lồi lõm này. Cái tệ thái độ lồi lõm với bố mày là bố mày xử ngay. Đấy các bạn thấy không ạ. Vâng. Ủa ôi. Anh Tơ. Rồi anh Tơ đi. Đi lại đi như kiểu là nhà này là nhà của tao ý. Kiểu như là trái đất này là của bố mày. Á đù. Rồi. Tiên chốc hồ sinh khắm lọ vãi nồi. May mà nó chưa bật auto cào ấy. Nó bật auto cào phải xác định là sấp bật ngay. Đấy. Rồi TMP. Đổi đi. Cho cây này nó nhiều đạn hơn. Hãy chúng ta sử dụng cây đấy hơi bị nhiều. Ở đâu ra lắm tia chớp ấy nhở. Thật là vi diệu. Rồi. Ủa ôi. Thằng chặn bên này, thằng chặn bên kia. Làm sao mà chơi được. Rồi. Anh Tơ lại bị lừa. Đấy có sai đâu. Đấy cứ khổ thân anh Tơ. Suốt ngày bị lừa tình. Rồi hết giờ này mình sẽ. Úi giời. Lỡ tay. Tiếc thế, tính phát cuối giờ là mình có thể lao cận chiến là không sợ. Cuối giờ mà. Đấy anh em thấy không ạ?
nó tẩm du thế kia thì làm sao có giúp Mai mà chơi. Đã thế thì giúp Mai nó chăm chăm đuổi theo mấy cái thằng đi săn ý, thật là hư cấu. Cái thùng hàng lại nhiều người. Vâng, mình nghĩ là cái phòng đấu này nó không thể có hero được, chắc chắn luôn. Thẩm du thế kia mà. Vâng, mình sẽ đi cận chiến, đi lừa tình rồi cận chiến. Đấy, cái chuyện đấy là nghề của mình, các bạn hãy để cho mình lo. Đấy, vào đây này, bom này, né đi. Ơ, né được kìa, what the fuck. À, chị Cương Thi này, anh em đâu, dã, dã cho nó yếu xem nào. Vâng, chắc đi, mình đi lút hòm. Đi lút hòm thôi. Thực sự mà cầm không không cái dép như thế này thì không thể cận chiến được, vì nó có nhấp nháy đâu. Không nhấp nháy thì vào lao vào ăn được mấy đam thì không ăn thua. À, Rubika VIP tuyệt vời. Vâng, bơi hết vào đây. Các bạn nhìn thấy cái thùng hàng. Cạn lời. Đéo có lời gì để nói. Thực sự là không biết là có cái điều gì vui thú ở trên đấy mà nó đứng trên đấy đồng thế. Vâng, như này thì giống Mai không thể lên được. Nhưng cái mục tiêu của mình là đô top và cận chiến thì mình sẽ làm được. Vâng, chắc chắn là thế. Cho dù tụi kia có thẩm du đồng thì cỡ nào anh em ơi, đừng có lên đấy bút kill nữa. Các bạn cứ bút liên miên như thế thì bảo mình đua top bằng mồm à. Rồi, anh Tờ, ghê thật. Vâng, đuổi theo mình. Thằng nào cũng đuổi theo, cứ ghè mình rồi. Vâng, cái phòng này hình như là mỗi mình đi săn mà. Làm sao nó không đuổi theo được. Vâng, không sao. I'm fine. Bơi hết vào đây. Đấy, đây rồi. Yêu lắm cơ. Nhảy qua đây luôn. Đậu phộng, ngồi xuống nữa. Đi luôn này. Vâng, ngồi xuống như một vị thần ý. Đây, 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 đây. Cứ rôm non này vã sướng lắm các bạn ạ. Đấy, đây rồi. Bắn nó yếu yếu. Đây, 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 đây. Thôi xong rồi. Vâng, phòng đã không có zombie rồi. Chúng ta cận chiến nhiều cho nó chất. Tơ này. Mày làm gì? Làm gì đây? Vâng, hết giờ. Rất là khoai, tại vì cái phòng nó rất ít zombie em ạ. Chơi nó khó chịu. Chơi mà cứ cuối trận là có hero nó mới chất. Chơi như này thẩm du nhiều quá. Mà đi phòng nào nó cũng như thế anh em ạ. Thực sự mình không thể chọn được cái phòng nào mà nó không thẩm du. Vâng, đây phải chịu thôi. Nhưng mình sẽ cố gắng đi cận chiến các kiểu. Rồi, sau lưng, trời, chém xa ấy nhở. Vâng, thùng hàng thất thủ. Hay lắm, trận này có hero là cái chắc rồi. Rồi, thế thôi. Trận này bắt cua lấy hero thôi. Không nói nhiều. Vâng, rồi một mả người. Ở trên cái thùng hàng ấy, lên trên đấy mà hiếp. Mình cổ vũ nào. Ơ, lùa tới đích nào vẫn không chết hết kìa. Anh em đâu, nhanh lên nào. Nhanh lên cho mình kiếm cái hero. Úi dồi ôi, TMP Red. Lao vào đây, bơi hết vào đây. Vâng. Rồi, nhấp nháy rồi. Ơ, sao lại lượn vào trong đây nhở. Mày lượn vào trong đấy này. Một bé. Bé tiếp theo. Ô mất trời. Vãi nồi. Mất giáp và đi luôn. Vâng. Cày thế. Quá tiếc anh em ạ. Thực sự cái pha này mình tính lên đấy để câu kéo nó lên chạy lên đấy cho mình tiếp tục cận chiến. Nhưng mình tính hơi bị sai. Vâng, gần top nha, mình sẽ clear hero để lấy top. Clear hero. Rồi. Thế. Cố này. Cố làm cái gì cho mệt người. Vâng, hàng của mình ngồi đấy mà hóng hàng. Vâng, mình đã lên top 1 rồi. Mình sẽ cố clear thằng hero này nữa để chắc chắn cái vị trí top 1 của mình. Đấy. Rồi, thôi xong rồi. Thế này ai chơi? Vâng, đã được top 1.
Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye mọi người.